Đây là những hình ảnh thường xuyên diễn ra tại khoa nhi Bệnh viện Hùng Vương. Nhiều trẻ sơ sinh được chuyển đến nơi này đã theo dõi chăm sóc trong tình trạng sinh non và không thể tự thở. Những chiếc máy trợ thở cho các con liên tục được bổ sung, thế nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu thực tế. Nữa không có chỗ nằm nữa. À, từ sáng giờ mình đón là ba đứa rồi, cho nên là bắt buộc mình mới ngồi bếp như vậy thôi. Chứ nếu mà mình dừng bếp á nghĩa là con nó nín thở đó. Cho nên nếu mà không có máy thở là phải ngồi vậy thôi. Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận hơn 1.000 thai phụ và gần 500 trẻ sinh ra từ mẹ mắc Covid-19. Trong đó có không ít trẻ sinh non vì phải can thiệp sớm. Kiếp trực này luôn tất bật với nhiều công việc chuyên môn. Những phác đồ điều trị chăm sóc trẻ liên tục được triển khai. Tất cả họ đều đang làm việc với 200% sức lực. Thì những bé sinh non á, thì tất cả những cơ quan, hệ cơ quan của em bé nó đều chưa trưởng thành. Thì cái chuyện mà thở là phải hỗ trợ, có những cái thở oxy, thở máy vân vân. Rồi ăn uống nó cũng nhiều bé nó chỉ có vài trăm gram thôi, rồi hoặc là một ký mấy thôi, thì cái ăn bú rồi của nó cũng không có được bình thường như những bé đủ tháng. Nữ điều dưỡng này nói rằng đêm là lúc chị và đồng nghiệp lo lắng nhất, bởi biến chứng suy hô hấp ở trẻ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó trở nặng đột xuất, hoặc là có những cái em bé nặng thì mình chỉ sợ những cái lúc đó nhiều khi bác sĩ nhi đi hồi sức không hiện có ở trong khoa, thì điều dưỡng mình phải đứng mình làm một cái ekip hồi sức của điều dưỡng rồi hội chẩn với bác sĩ qua điện thoại, chứ nhiều khi lúc đó bác sĩ không có, mình không có thể nào phải chờ đợi bác sĩ về được. Số trẻ ra đời theo cách mà chẳng ai mong muốn đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây, khiến áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ cứ ngày một lớn. Cứu mẹ và chăm sóc con, nhiệm vụ ấy họ phải cố gắng hết sức mới vẹn toàn.